Bắc Kỳ ngọt ngào dễ thương. Còn con nàng vô miền Trung yêu thương gia đình hết lòng mẹ cha. Thương cha qua bao nắng mưa không ngại gian khó dỗ dằn đàn con. Dẫu cuộc đời miền Nam suốt đời ghi nhớ công ơn sinh thành. Cha ơi cha thương các con, gia tài cha có để dành làm chi? Thôi thì cha hãy chia đi, thằng hai, thằng ba, thằng tư, thằng năm, rồi luôn con út cả nhà đều vui. Em ơi chưa hiểu thời nay cũng vì vật chất nhuộm màu đắng cay. Đừng vì cuộc sống xa hoa bon chen vật chất mà quên đi tình. Sống xa hoa bon chen vật chất mà quên đi tình người. Đừng vì cuộc sống xa hoa bon chen vật chất mà quên đi tình người. Chú Hai kìa ba. Anh Tư, ngồi đi anh Tư. Ba nhớ chú Hai không ba? Anh Tư, anh nhớ tôi không? À, nhưng mà không nhớ chắc là quýnh cờ cái ba còn nhớ á. Dạ. Anh Tư, bữa nay tôi với anh làm ván cờ chơi không? Chấp anh đi trước á. À, đi trước đi. Ủa, mà nước đầu tiên thì anh lại lên tướng. Nước cờ này hơi lạ nha. Không sao, để tôi đi thử coi. Vô phao đầu. Hả? Sao anh lại lùi tướng? Để thử thêm nước nữa coi. Lên chốt. Trời ơi anh Tư, sao có con tướng mà anh cứ lên xuống hoài vậy anh Tư? Tôi đâu biết chơi cờ này đâu. Đi trời. Anh Tư, anh nói sao vậy anh Tư? Anh với tôi là quýnh cờ với nhau mỗi ngày mà. Anh á là cái tay cờ giỏi nhất xóm này. Mỗi lần mà đánh cờ á, khi anh mà tập trung tôi chỉ có thua anh thôi, phải không? Tôi chỉ canh me khi nào mà anh suy nghĩ mênh mang á, thì tôi mới thắng được anh thôi, nhớ không? Ba ba, ba nhớ gì không ba? Hồi đó chỗ này nhà mình nó là xưởng nhuộm đó ba. Ba có nhớ không ba? Ba ba, ngoài sân ở nhà mình nó hồi đó lót cái tàu đó ba. Rồi hả, chiều ba hay dẫn mấy anh em tụi con đây đi chơi nè. Rồi ba với tụi con cùng đá banh với nhau đó ba. Ba nhớ không ba? Ba nhớ gì chưa ba? Ba nói cho con biết đi ba. Ba, ba. Ba nhớ được gì không ba? Ba, thôi, ba thôi. Hiểu, hiểu. Cái bệnh của ba con á. Dạ sao chú? Là chỉ bệnh tâm lý thôi nha. Dạ. Mình phải kiên nhẫn, từ từ khơi dậy mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút thôi. Con đừng có ép quá, coi chừng ổng mất trí luôn á, nghe không? Thôi được rồi, để chú rủ ổng qua nhà chú chơi coi ổng còn nhớ được cái gì không. Dạ. Anh Tư, anh Tư, anh Tư. Chuyện gì? Tôi với anh qua nhà tôi đi. Gì? Uống trà. Ở đây có trà sao không uống? Xin không. Thôi thôi, tôi với anh qua nhà tôi chơi, đi chơi. Anh mà không chịu đi chơi với tôi á, là tôi bắt anh phải quýnh cờ nghe. Vậy thôi tôi chơi. Đi chơi nghe. Đi đi đi. Hai anh em mình đi chơi nghe. Đi. Ủa, anh Tư,
đi đâu vậy? Vô đi chơi. Không, cái này ở trong nhà chơi không có vui, đi ra ngoài đường chơi mới vui nghe. Dạ con chào hai bác. À chào con. Mày khỏe không Nam? Ê, sao rồi? Bác nhớ được gì không? Bà tao quên hết mọi chuyện mày ơi. Bà tao còn không thích sự có mặt của anh em tao nữa. Tao ráng khơi dậy lại trí nhớ của bà tao, nhưng mà không được gì cả. Ngay cả ngày giường của ba mà bác cũng không nhớ nữa. Thôi, phải cố gắng kiên trì thôi. Mà bác có nhớ được phần nào không? Ký ức á, mà bị lãng quên không dễ mà khơi gợi lại được đâu. Mà mày tính sao? Không lẽ mày cứ nghỉ học hoài, ở nhà lo cho bác vậy hả? Còn mấy anh chị của mày đâu? Sao không lo? Mấy ông anh tao hả? Ông nào cũng bận rộn hết. Còn mấy bà chị tao á, có bao giờ thấy mặt đâu. Mấy người đó hả? Chẳng nhờ được gì hết á, mày đừng nhắc tới nữa. Bây giờ thiệt tình là tao không biết tính sao nữa. Hay mày kiếm người nào đó trong ba mày đi. Kêu một người nào đó đỡ đừng chăm sóc cho ba mày mỗi ngày, để mà mày còn đi học nữa chứ. Tao biết chuyện đó, nhưng mà với tình hình sức khỏe của ba tao bây giờ, tao thật sự tao không muốn giao ba tao cho ai hết. Tao không yên tâm mày ơi. Tao muốn dành thời gian gì ở bên cạnh ba tao, kể cho ba tao nghe những câu chuyện của mấy anh em tao hồi nhỏ, kể nhiều chuyện trong gia đình tao, có nhiều kỷ niệm lắm ở trong căn nhà này. Tao hy vọng trong đầu ba tao sẽ nhớ ra điều gì đó. Ừ, thôi, mày ráng lên, vất vả cho mày quá. Mà nè, có gì khó khăn á, cứ hú tao một tiếng. Không ngại cởi đúng không? Em có một bộ anh nuôi rất là nổi tiếng, có tựa đề là Bảo vệ hành tinh đúng không? Ờ đúng rồi, sao anh biết vậy? Cả cái hành tinh này biết em, không lẽ anh không biết? Ờ, mời em ngồi. Dạ. Anh, bộ người đẹp nào anh cũng biết hết hả? Chứ sao? Không có nhan sắc nào mà thoát khỏi cặp mắt săn lùng của anh hết. Người ta hay đi săn thú mà anh đi săn gái hả? Đâu có, anh đâu có đi săn gái. Anh săn lùng tài năng. Mà theo cặp mắt của anh á, thì em chưa phải là tài năng. Anh à, giúp em đi. Khó lắm em. Em chưa phải là tài năng. Anh à, giúp em thành tài năng đi mà. Anh nói em chưa phải mà. Anh nói em chưa phải là tài năng. Giúp em thành tài năng đi mà anh. Ừ, em là tài năng. Mày có muốn đấu thầu vô mấy trường học nữa không? Ông già của tao đang bệnh, không biết tình hình này sẽ kéo dài bao lâu. Chắc tao đi xa không được. Mà bệnh gì á, trước mắt bệnh đó là thua rồi. Mà phải công nhận nha, ông già mày xui thiệt á. Ê, mà sao mày không kêu vợ mày đi chùa cầu an cho ông già mày đi? Mày kêu bả ra chợ sắm giải mai đồ còn có lý. Kêu bả qua thăm ba tao á,
không bao giờ có mà còn kêu đi chùa. Còn khuya. Ôi vậy 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 trời ơi ngủ kiểu gì trời ngáy ầm mỹ à vậy đi rằng anh không ngủ đi ơi. Ngủ ngon ngừng trễ đi ngủ gì mà được chứ bà ngáy ầm mỹ vậy thôi à tôi thích tôi suy nghĩ gì nước mỹ còn hay hơn anh nội chi mà là rửa vợ chồng bao nhiêu năm đi mà cỏ phi mố em ngại mố em ngáy sao em biết được đó đó tôi còn trẻ tôi còn khỏe tôi dễ ngủ nhưng bây giờ cái tuổi rồi tôi khó ngủ tôi cằn cọc hoài ngủ không được kiếp mừng như anh già lắm rửa mà anh đi chuyện của bá anh tỉnh rắn anh tỉnh đề chủ hiểu chăm sóc ba một mình hẳn hiện sao được đó là thanh niên trai tráng nó còn phải học hành nữa tôi á đang định bàn với anh hai nè phân công mấy bà chăm sóc ba. Cái chí mừng rằng mà em chăm sóc ba được rồi ai làm thơ cho em ai sản tả ai chăm sóc con ai dọn dẹp nhà cửa thôi, ai thôi, nấu thôi. Cơm anh thấy em chấm dứt cái sự nghiệp làm thơ của em được rồi em làm thơ như vậy là đỉnh cao rồi đó em biết rồi làm thành thảm họa luôn. Cái chí thảm họa hi thảm họa đi đáng đời cho anh biết sức mạnh của nữ quyền. Em là nhà thơ lý sĩ lái võ sĩ. Để tạo điều kiện cho chú Hiếu đi học đàng hoàng, mấy anh em chúng ta hôm nay thống nhất tìm người chăm sóc ba cho đàng hoàng. Chú Hiếu chăm cho ba là tốt nhất rồi. Bây giờ còn phân công làm chi nữa? Tìm người lại tốn tiền. Ai giả đây? Em là em không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh đâu nha. Với lại những người bệnh thất thường vậy là em cũng càng không chăm sóc được nữa. Mà em đang có dự định có em bé. Lỡ mà em chăm sóc ba như vậy rồi hả? Em không có tinh thần để em có em bé thì sao được? Em à, em nói vậy sao mà được? Đó là ba của anh, cũng là ba của em. Em cũng phải nghĩ chứ. Nói vậy mà nghe được. Đúng rồi. Con dấu ổ thiên tài bé chư mà nổi như rửa ái mà chịu được. Còn về phần tối thì công việc sáng tác thơ văn của tối cần không gian yên tĩnh, trầm lặng. Tôi không thể sống chung với người mất trí. Lỡ tôi bị mất trí theo rồi tôi quên đi những kiệt tác văn chương đề đời của tối thì mừng rắn. Nè, nếu như không có ba tôi thì không có tôi cho cô lấy làm chồng đâu nha. Vỗ tay chứ, hãy hó chí mà vỗ tay. Mấy anh chị bỏ thời gian qua đây thì cũng thật sự là bất tiện. Chú nói đúng rồi đấy. Không phải là tôi không có thương ba, nhưng mà công việc ở tiệm thuốc của tôi bây giờ bận rộn lắm, không thể nào lo được cho ba đâu. Trong cái đám ní, tôi là đứa con dâu thương ba nhất. Nhưng mà từ nhà tôi qua đấy là gần mất nửa tiếng đồng hồ. Rồi tôi còn phải đi đón cháu nội đích tôn của ba nữa. Thời gian mô mà chăm sóc cho ba. Tôi thấy Thiểm Nhung nhà mình á chưa có con cái. Rành ráng xỉu là dùa mỏng, sơn mỏng, vuốt mỏng. Rồi Thiểm cũng đâu có mừng cái chí. Đi ra đi vô, mở mắt ra là đánh son, đánh phấn, đánh quần, đánh áo. Thiểm chăm sóc cho ba là đúng rồi, đúng không? Oh yeah. Vậy sao lúc chia gia tài á mấy anh chị đòi phần nhiều hơn?
Bây giờ ba bệnh rồi bắt tôi chăm sóc hả? Xí, đúng rồi. Xí, chị làm gì có lạ đời vậy? Chị có ý kiến. Em chăm sóc cho ba đi á, rồi sau này á ba tỉnh táo rồi á, ba sẽ chia gia tài cho em ngang bằng với tụi chị, dù rằng là em không thể đẻ con. Bây giờ á, vấn đề cần bàn ở đây á. Nhưng mà ủa ba. Tin cái chi? Gì vậy? Ba làm gì á? Ba muốn ăn cơm. Kho báu. Hả? Kho báu? Chôn dưới đất. Ôi cha mà ơi, cái gì vậy? Hả? Ngọc Nga. Ngọc Nga. Châu báu. Châu Bảo. Nói gì thế? Ba cấp cứu. Ba. Mình đúng là cỏ thần giao cách cam với ba. Mình vừa nghĩ đến tiền là ba nhắc đến kho bảo rồi. Đúng là trời thương mình rồi. Tại sao ba lại nhắc tới kho báu? Bao nhiêu năm nay mình chưa bao giờ nghe ba nhắc tới điều này bao giờ. Chẳng lẽ là ba cũng có một kho báu sao? Nếu như có kho báu, đời của mình sẽ khác. Nhìn mặt hai bà này gian thấy ớn luôn à. Hay là hai bà biết cái gì mà mình không biết ta? Không thể để như vậy được. Mình phải tìm cách điều tra cái vụ này thật hư ra sao. Từ trong nhà, từ trong nhà đi ra đây. Ông nhìn về cái hướng này, có khi nào kho báu ở đây không? Nhiều khi ba đứng đây nhưng mà ba đánh lạc hướng mình. Ba hãy nhìn qua hướng này. Không lẽ kho báu ở đây? Ý, toilet mà. Không, chắc chắn là không phải ở trong toilet. À, như vậy là hướng này. À, kho báu. Ủa không, hồi nãy mình vẽ là chùm dừa chứ đâu phải là chùm vàng. Trên ngọn cây. Như vậy là chỉ có thể kho báu nằm ở dưới này, gốc cây. Thì đúng rồi. Không thể nào mà cất vàng ở trong toilet được, mà chỉ có thể cất vàng ở dưới gốc cây thôi. Alo, em hả em? Sao, khỏe không thím ba? Ừ, chị khỏe. Chị đẹp ra. Sao em? Cái gì? Em muốn nuôi ba hả? Không. Em này, chị là dâu cả. Cái nhiệm vụ nuôi ba là cái nhiệm vụ cao cả. Để cho ấy, vợ chồng chị nuôi ba. Không. Nếu như dâu cả mà không nuôi ba thì người ta sẽ nhìn vào, người ta sẽ nói là làm dâu cả mà không biết lo cho ba chồng á, như vậy là không có được. Không, em không lo. Chị không quản cực khổ, nhà chị có nhiều tiền mà. Chị cũng không sợ, ba muốn ăn cái gì, muốn du lịch ở đâu cũng được. Mà cái quan trọng nhất á là chị coi thầy, thì thầy nói là cái phong thủy nhà chị ấy rất hợp với ba. Ừ. Thôi được rồi, quyết định như vậy đi ha. Rồi, ok, chào em. Ừ. Không có nhưng nhị gì hết trơn á. Nghĩ đi. Tưởng á là tôi không biết được mưu mô của cô hả? Trứng á, mà đòi khôn hơn giận. Trời ơi, cưng à, cô ấy, cô chỉ là một cái trứng thôi. Còn tôi nè, tôi mới là một con giận. Ủa, ai trứng này rận vậy em? Cái gì trứng rận vậy? Sao tự dưng em chửi em là con giận vậy trời? Anh à, vợ chồng mình đón ba về chăm sóc đi, cho ba được gần bé Mơ. Chứ em thấy bé Mơ nó nhớ ông nội quá trời. Em thiệt không? Thiệt. Mình đưa ba về ha. Bây giờ ba có tuổi, ba đang bệnh, em là dâu cả này, mình phải lo cho ba.
Với lại bây giờ nhà mình á, cuộc sống cũng khá giả, em có tiếc ba cái gì đâu. Ít ra thì em cũng có bằng trung cấp dược sĩ, mình có thuốc men này, mình chăm sóc cho ba để ba có sức khỏe này nha. Xong rồi á, ba sẽ nhớ ra được, rồi ba sẽ ba sẽ kể chuyện ngày xưa cho bé mơ nghe. Giờ tôi là số 1 mà. Đúng rồi, mình rước ba về ha. Ừ, mình sẽ rước ba về. Dạ. À, nhà tôi có một vườn cây. Cây ní thì thấp, cây này thì cao. Hay quả đi, kiệt tác rồi. Viết bố. Má. Bài Chí. Sao ma mới vừa đọc bài thơ cô dạy con vậy? Bài Chí. Dù cây của bé. Hờ. Ủa má, má sao má tấn hành vậy má? Tố mau tiếp đi. Dạ. Xóa. Má ơi, vàng. Tìm thấy kho báu rồi. À, ba. Răng ít rửa. Không, đem lên làm mẫu cho con coi thôi. Cả ngàn hộp ở dưới. Phải hai xe tải chở mới hết. Ba ơi, ba cho con hết thì. Toàn bộ ba cho con hết. Cho luôn cả vòng đeo đầu của ba. Cho con luôn. Cho luôn cái vòng đeo cổ. Cho con hết. Cho con hết thì. Ba mừng chí. Con chim. Ba ơi, rắn mà lấy vàng. Ủa? Cho chim uống nhiều lắm, nhiều lắm. Đừng lấy đá chọi đi. Rồi rồi. Ba ơi, rồi. Bây giờ mừng rắn mà lại tiếp tục được bao nhiêu hộp vàng? Ở dưới. Mình lấy lên từ từ. Ở dưới có kho báu thì. Ừ. Ba cho con hết thì. Ừ. Cảm ơn ba. Ôi, bây giờ. Vàng thật ba ơi. Bây giờ mình lấy kho báu tiếp. Ba mừng rắn. Nặng quá, nhức đầu hị. Muốn coi kho báu không? Muốn coi, giờ con coi đi. Ở mố. Ở đây. Đây. Đi. Cẩn thận. Để ba xuống trước, con xuống sau. Ba ơi, con mừng quá ba ơi. Chuyện này giao chắc rồi. Chút, đây. Ồ, chàng thấy lên lát mình lên lụm sao? Dạ đúng rồi. Má. Ủa da. Sao má cười giống một phù thủy con mới vừa coi vậy? Má làm con sợ quá. Ôi con trai, con đừng có sợ chi hết. Má không phải là một phù thủy mố, mà má là bà tiên của con. Sau ní, má sẽ đem đến cho con nhiều tiền bạc lắm. Con vui không? Thì vui. Vui thì phải cười giọng má nè. Cười lên. Anh nghĩ là ba chỉ nói vui vơ thôi. Chứ anh hỏi em nè, ba bây giờ nửa tỉnh nửa mê, đúng không? Thì những gì ba nói làm sao mà có căn cứ đó là sự thật được. Anh á, không biết gì thì thôi. Em á, thì nghĩ là có. Mà không những vậy, tài sản còn lớn hơn miếng đất mà ba anh bán chia cho tụi anh nữa. Phải có thì ba anh mới bật ra nói vậy được chứ. Bây giờ em sẽ chăm sóc cho ba anh thiệt là tốt. Để mai mốt á, ba tỉnh lại, ba thấy hai vợ chồng mình hiếu thảo, ba sẽ chia cho hai vợ chồng mình nhiều hơn. Anh thấy vợ anh có thông minh không? Trời ơi, bà xã tôi thông minh quá ta. Nhưng mà anh đừng có mơ, đừng có nghĩ tới chuyện kho báu nữa. Tại vì nếu có thì tốt, còn nếu không, em vẫn phải giữ tròn cái bổn phận làm dâu đối với ba. Em nghĩ đi, nếu như ba em bị mất trí nhớ, em có sốc không? Anh nói gì kỳ cục vậy? Ba em đi bán muối hồi em còn nhỏ rồi. Nhưng mà em nghĩ, mai mốt em mà có già, em mất trí nhớ cũng đâu sao đâu. Sao em nói năng gì kỳ vậy? Em có biết nếu mà mất trí nhớ sẽ là bi kịch cuộc đời của một con người không? Nhưng á,
Có những chuyện trong cuộc đời của con người muốn quên đi á, đây là việc tốt nhất. Anh không thấy là ba lúc nào cũng thương nhớ má trơn á, thì đây là dịp tốt để ba quên hết mấy chuyện buồn, cho lòng thanh thản. Anh không thấy vậy hả? Wow, không ngờ lâu lâu vợ tôi nói mấy câu nghe có lý quá vậy ta. Tất nhiên rồi, anh không biết ba nguyên tắc hả? Thứ nhất, vợ luôn luôn đúng. Thứ nhì, vợ không bao giờ sai. Thứ ba, hai nguyên tắc trên đều đúng. Chắc chắn rồi đấy. Làm gì em đạp tùm lum vậy? Ủa? Trời ơi. Ủa? Em ở nhà hả? Trời ơi, chứ em ở đâu? Em làm gì em ngủ em đạp anh dữ vậy? Em thấy em ở nhà ba. Trời ơi. Em thấy á, em đào vàng. Em đào. Trời ơi. Em thấy nguyên một hũ vàng tròn quay. Trời ơi, bên trong vàng cái đầu anh đó, hũ vàng gì mà hũ vàng trời. Em đâu có biết là cái đầu anh đó em chụp liền. Em nhào vô, em thấy tím thư cũng nhào vô. Giành giật, em giành lại, của tao. Rồi cái rồi, gì mà em giành được rồi. Rồi cái gì mà em đạp anh xuống đất luôn vậy? Trời ơi, vừa lúc đó tím ba cũng nhào vô, giành của em. Em đạp tắc. Trời ơi, văng ra ngoài luôn. Là anh đó. Rồi làm cái gì mà anh mở đèn bị em tán một cái vô mặt muốn chết luôn. Chán chán vậy. Lúc thím ba văng ra rồi, làm thấy chú Út nhào vô, em mới tán. Mày hả Út? Tán một bạc tay, văng ra luôn. Là anh đó, tội nghiệp anh quá à. Trời ơi, em ngủ gì mà em mơ dữ vậy? Ba đang bệnh, em không có một chút lo lắng nào hết trơn à. Ăn em cũng nghĩ tới kho báu, ngủ em cũng nghĩ tới kho báu. Anh không thấy em có một dấu hiệu của một chút gì u buồn hết trơn vậy? Sao không buồn? Lo sao không lo? Lo quá trời luôn. Cái chuyện ba như vậy rồi á. Rồi á, mấy bữa nay thượng thuốc của mình cũng vắng khách nữa. Tại sao anh biết là không lo? Em lo qua em mới mơ thấy vàng đó. Trời ơi. Mà nè, anh đó, tại sao tự nhiên tháng này không thấy mang tiền lương gì về cho em hết trơn vậy? Trời ơi, bữa giờ ba bệnh, anh cũng phải phụ với thằng Hiếu một chút vậy. Mà em thấy á, lương anh có bao nhiêu đâu. Tại sao anh phải phụ? Nó chưa có vợ, chưa có con, không có gánh nặng gì hết trơn á. Nó phải lo cho ba là đúng rồi. Mà trong khi đó tiền chia gia tài cũng có phần của nó vậy. Nó phải lo cho ba là đúng rồi. Mà bây giờ cái vụ ba mất trí nhớ, em đang lo lỡ mà ba quên những cái thứ cần nhớ thì sao? Ý của em nói là sao? Lỡ mà ba quên một cái gì đó, em nghĩ á, chắc chắn là ba phải còn tiền rất nhiều. Cái sự nhượng ngày xưa của ba làm ăn khấm khá lắm. Chưa kể á, là em nghe nói ông bà ngoại ngày xưa rất là giàu, mà ông ngoại chết đi để cho bà ngoại chết đi, à để cho má chết đi, má để lại cho ba ở có một mình, đương nhiên là ba sẽ sợ bị cướp. Đúng rồi, ba sợ cướp nên ba mới giấu. Má giấu ở đâu? Ba mới đào, ba cất cái hũ vàng đó vô, ba chôn lại. Rồi bây giờ nó thành kho báu. Mà bây giờ ba mất trí rồi, không nhớ. Vàng bây giờ nó lên vùn vụt, chẳng không hiểu hả? Chắc chắn là nhà mình có kho báu. Anh có hiểu em đó. Nói với ông này cũng như không à. Người ta đang mơ ngon lành, tự nhiên cái làm người ta mất giấc mơ luôn vậy đó. Hy vọng là lần này mình ngủ, mình sẽ mơ chính xác kho báu nó nằm ở đâu. Ghé vô đây mua trái cây cho chú Tư nha con. Dạ. À,
À, mua gì bán nữa cho cô? Hai cái thanh long với lại cam. Dạ dạ dạ. Rồi thanh long của cô, còn hai cái cam nữa ha. Dạ cảm ơn. Rồi hai cái cam dạ. Đây. Bao nhiêu vậy anh? Dạ 200 chẳng chị. Tiền đây. Rồi cảm ơn. Cảm ơn ha. Má có mua thêm gì nữa không? Cái gì vậy? Trời ơi. Má có sao bác không? Má có sao không bác? Không sao. Trời ơi, đi kiểu gì vậy con? Nè, bác không sao đâu. Thôi, đụng nhẹ à, con đi đi. Dạ, bác con có sao con không? Xin lỗi bác. Có thiệt là bác không sao không bác? Bác không sao, thôi con đi đi. Dạ, thì bác con đi. Thôi mình đi má. Chắc cây nó dập hết, chắc bác phải mua cái khác quá. Giờ sao má? Thôi, ông mấy bác mua sữa cho chú cũng được. Dạ, dạ. Bác ơi, có thiệt là bác không sao không? Bác không sao đâu, con đi đi. Dạ, xin phép con đi. Chào cô tôi đi. Đi đi con. Mình ngồi ở đây cho khỏe khỏe nha ba. Hiếu đưa bác ra đây có sao không? Bác đang yếu trong người mà. Không sao đâu. Bệnh của ba tao là vậy đó. Không biết bao giờ bác mới khỏe hẳn. Bác sĩ nói phải có nhiều thời gian mới phục hồi trí nhớ được. Dạ. Cô Năm. Dạ chào bác. Ủa giới thiệu với mày, đây là Thu. Bạn học cùng trường với tao. Còn đây là cô Năm, má Thu. Công nhận mình có duyên. Ủa, bọn hai người quen nhau hả? Mới tức thì. Mới gặp nó ngoài chợ nè. Anh Tư, tôi là Năm Sang nè, anh nhớ tôi không? Trời ơi, Năm Sang ở dưới quê chung với cái ao của anh đó. Cái ao của nhà tôi với nhà anh chung nhau đó, nhớ không? Ao gì? Cái ao nuôi cá, tôi với anh cho nó ăn chung đó, nhớ không? Hồi đó vụ cái ao á, rồi tôi đòi kiện anh đó. Ê, cái bữa mà anh dí tôi chạy vòng vòng nè, nhớ không? Dí chạy vòng vòng gì nè. Anh rủ tôi đi Hà Nội ngủ chung đó, nhớ không? Tư, làm gì á? Cho cá ăn. Giống chị á. Cá mùa này á cũng sắp thu hoạch rồi đó. Ao thì ao chung, mà cá giống á thì tôi thả. Tôi cho ăn mà anh cũng cho ăn. Rồi mình phải chia làm sao? Cá chị thả thì chị cứ thu hoạch. Tôi có ý kiến với cò gì đâu. Không, tôi phải nói qua anh tiếng chứ. Nếu không á, thiên hạ nói là tôi ăn hiếp anh. Với lại là ao là ao chung, mà khi thu hoạch mình coi sao được. Từ nào tới giờ tôi cũng đâu có tranh chấp gì với chị. Nếu mà chị thấy khó xử với tôi là bởi vì tôi cũng cho cá ăn, thì bây giờ chị bán hết mớ cá này đi, rồi chị chia tôi ít phần trăm, vậy là sớm. À, vậy là anh nói đó nha. Tôi tính rồi, tôi tính chia tôi 9 anh 1. Gì vậy? Thôi vậy chị chia tôi làm chi, chị lấy hết luôn đi. Trời ơi, chia làm sao mà tôi 1 mà chị 9, tôi cũng cho ăn mà. Nhưng mà anh cho ăn á là cho ăn khuây khỏa giải trí, chứ không phải như tôi cho ăn á là tôi chăm sóc, tôi nuôi nó. Khuây khỏa hay chăm sóc gì cũng là cái công cho nó ăn, mà con cá nó ăn nó cũng đâu có biết có người ở trên là khuây khỏa hay chăm sóc, thấy không, nó cũng ăn nè. Ủa, nhưng mà tôi không thả cá giống xuống á, thì anh có thả thức ăn xuống á thì nó cũng thành bùn thành đất chứ cá đâu ăn. Nhưng mà tôi thấy như vậy là không có hợp lý.
Vậy thứ năm á, chia 5 năm đi cho nó công bằng. Đâu được. Cái gì 5 năm? Cá giống tôi thả mà cái gì chia 5 năm sao được? Chị thả cá giống mà tôi cho ăn. Tôi cũng cho ăn vậy. Thôi tôi bây giờ vậy đi, tôi lấy cái lưới tôi chặt, tôi chia cái ao này làm đôi. À, cá nào bên phía tôi thì tôi thu hoạch, bên phía chị thì chị thu hoạch. Ơi nè nè nè, anh đừng có cướp cá của tôi nha. Tôi không có cướp cá gì của ai hết trơn á, vậy nó mới công bằng. Ủa anh mà ép tôi đi kiện thiệt à. Trời ơi chị kiện là tôi cũng dám hậu lắm á, chứ không phải tôi sợ đâu à. Anh đừng tưởng tôi nói giỡn, tôi làm thiệt à. Tôi cũng đâu có nói giỡn với chị. Ủa? Chị kiện đi, chị kiện đi, tôi đi hầu. Nhớ đi hầu nha, nhớ đó. Ủa đang nói chuyện tôi đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Trời ơi đó thấy chưa? Trời ơi con kìa cười người vậy đó. Trời ơi người bất lịch sự đang nói chuyện cứ bỏ đi à. Rúi lý thì bỏ đi à. Không dám bỏ đi đâu. Tôi qua tới đây tôi đứng sát chị luôn nè. Để coi chị muốn cái gì chị ngon chị nói với tôi nè. Bây giờ chị muốn máy máy hả? Máy hả? Máy. Anh làm tôi qua gì vậy? Tận đây là để tìm lại lý lẽ công bằng. Tôi nói chị kiện ra tới Trung ương, tôi ra Hà Nội tôi hầu với chị luôn. À, nhưng mà để tiết kiệm chi phí ra đó hai đứa mướn một khách sạn ở chung một phòng. Ê, ai cho nó chung một phòng? Thôi hy vọng từ từ anh sẽ nhớ lại. Con cảm ơn cô Năm và Thu đã ghé qua thăm ba con. Tình trạng của ba con là vậy đó cô. Bác sĩ nói phải có nhiều thời gian để mà điều trị. Con ráng lên nha. Cô Năm dạ. Thấy con cực quá ha. Đúng á là giàu út nhờ, nghèo út chịu mà. Dạ không có gì đâu cô Năm, ba con mà. Thôi cô Năm ghé thăm ba con một chút, rồi cô Năm phải về. Công việc ở dưới đăng đăng đê đê, không ai coi hết trơn á. Dạ. Thu được cô Năm về giùm Hiếu nha. Cảm ơn Thu và các bạn đã hỏi thăm. Thu đi nha. Hiếu nghỉ học thêm một tuần nữa hả? Nếu mà Hiếu có hỏi gì về tài liệu á thì cứ hỏi Thu nha. Thu về cẩn thận nha. Hy vọng là tụi mình sẽ có duyên gặp lại. Thôi Thu về nha. Con chào chú Tư. Cố gắng chăm sóc ba nha con. Cô Năm có ít trái cây nè, gửi ba ăn lấy thảo. Dạ cảm ơn cô Năm. Thu về nghe. Dạ chào cô Năm. Thưa chú Tư con về. Về con. Thu về nha. Hai chị biết không, trong ba chị em á thì em á là em thương ba nhất. Nên á em nghĩ cái vấn đề mà nuôi ba á, chăm sóc cho ba á, em là người hợp nhất. Tại sao? Tại vì em á, dù có con, em rảnh rỗi nhiều thời gian, em sẽ chăm sóc tốt cho ba. Chứ hai chị có con rồi bận bịu nuôi con, không có chăm sóc tốt cho ba được đâu. Thôi để em nha, hai chị đừng có bận tâm ha. Nha. Không phải mô. Chị là cái người mà nuôi ba hợp lý nhất. Bởi vì rắn, bởi vì bấy chư ba cần quan tâm và cần gần gũi với đứa cháu của ba nhiều nhất. Chính xác. Mà cái đứa cháu nào là bác cưng nhiều nhất? Đó là đứa cháu đầu tiên được lọt lòng ra trong cái ngôi nhà đây. Đó là con của chị. Bởi vậy ba sẽ về nhà chị, sống chung với bên nhà chị để được gần gũi cháu. Không phải mố. Cháu là cháu đích tôn tề, không phải là cháu đâu. Con gái, con trai ba mới cưng. Trời ơi, bây giờ cái đứa cháu đầu tiên là cháu thôi, đích tôn đích chào gì ở đây? Ôi, ba quan trọng cháu đích tôn lắm. Chị ơi, chị không hiểu ba mô. Em là em thương ba nhiều lắm. Em muốn ba khi mô cùng khỏe mạnh nè, khi mô cùng tươi trẻ. Cú biến nhà em sẽ gần gũi với ba nè, sẽ chơi đùa với ba nè, cùng chơi cò cò với ba nè, bắn bi với ba nè. Ba vui, ba yêu đời. Cho nên ba ở với em là hợp lý nhất rồi. Chị rất là thương hai em. Chị là dâu cả, cho nên là cái gì cũng để cho chị gánh vác. Kinh tế nhà chị á là khá nhất. Chưa kể á là nhà chị có nguyên một cái hiệu thuốc bự như vậy á, ba muốn uống thuốc gì mà chả được. Ủa, có chừng ba bị mất trí rồi ba uống hết cái hiệu thuốc của chị sạc nghiệp luôn. Thôi được rồi. Nói tóm lại em thấy hai chị không có thời gian đâu. Để em chăm sóc cho ba, em tâm sự với ba để ba nói ra kho báo. Rồi. Thôi rồi chết rồi chết rồi. Tấm đìa quả xấu đi. Nói nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Cái tấm đìa của chị
là chị nuôi ba vì xuất phát từ cái tấm của chị thương ba thật sự. Còn em mở miệng ra là khó bẩu, vô hậu. Chị nuôi ba, rồi cú bín trò chuyện với ba, rồi cú bín đọc chuyện cổ tích cho ba nghe, rồi ba nhớ lại, rồi ba kể chuyện cho cú bín nghe về chuyện kho bẩu. À, thế cuối cùng là cũng phải lòi ra hai cái chữ kho bẩu thôi phải không? Hai cô mệt quá. Tôi là chị cả, để tôi lo cho. Ba ở bên nhà tôi có nhiều thuốc bổ não. Trời ơi, bây giờ cứ về bên nhà tôi ở, chỉ có uống thuốc bổ não ngày đêm sáng tối là đảm bảo ba sẽ nhớ ra kho báu thôi. Hả? Ơ lại kho báu thì kho báu nữa kìa. Tại vì hai cô nói trước cho nên tôi bị liệu, tôi nói theo. Thôi đi, chúng ta là cả mè một lửa, không ai hơn ai muốn. Xuất phát từ tâm đi là tìm kho báu của ba thôi. Bé chưa nè, quyết định đi, ai nuôi ba? Em nuôi là thích hợp nhất. Không, chị nuôi là thích hợp. Thôi, bây giờ là mỗi người á là nuôi ba một thời gian. Đúng rồi, bây giờ là mỗi nhà nuôi ba một ngày đi. Thứ hai ở nhà chị, thứ ba ở nhà em, thứ tư ở nhà con Ní. Chị ơi, rồi mỗi lần á mà ba di chuyển qua nhà ba chị em mình á, ba cũng chết sớm nữa. Ba chết đi là kho báu đi theo ba luôn đấy. Bây giờ là mỗi người nuôi một tháng theo thứ tự. Một đúng tháng rồi, theo thứ tự. Em nuôi trước, từ nhỏ tới lớn. Trời. Đi đèn ngược thì thứ tự ở đấy là phải có sự cân bằng. Chính xác. Là sao chị? Là từ dựa lên trên rồi tuột xuống dưới. Cô đẻ bên hông hả? Sao cô ngang dữ vậy? Hay là đẻ mổ? Thứ tự là phải từ trên xuống dưới. Nhà tôi nuôi tháng đầu tiên bắt đầu. Mà ơi, thấy con Ní răng mà mặt hẳn thon dữ rửa, đẹp quá đi mặt trái xoan. Ôi, chú chó mà ơi, vòng một đẹp quá đi. Ôi, con Ní chân thon mà dài rửa. Với 800.000 thì mua tóc già là 250 nè. Rồi đi chăm sóc da mặt là 350 nè. 250 với 350 là 600, còn 200 đi ăn phở. Còn con đó ba, con là thông minh nhất nhà nè. Trời ơi, con cũng đâu cần phải học như là anh Nhân đâu. Mà ba lúc nào cũng khen con thông minh hết, ba nhớ không? Đúng rồi ba. Ba, trong hình nè. Trời ơi ba ơi, thì bây giờ ở đây á, ai cũng là con của ba thì gọi ba bằng ba, chứ gọi ba bằng gì bây giờ? Ủa, ở đây cũng... Con là con dâu. Dâu nhất nè, dâu nhì nè, dâu ba nè. Con ba hết luôn đó. Đi quá. Ôi sao càng chưa tôi bằng ba. Ba ơi. Thôi. Ba. 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 Ba.